Vâng, xin chào cả nhà. Mình là Nguyễn Đại Phú từ nhà bé bé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các mẹ sử dụng máy hút sữa Mela Freestyle Flex. Khi mà các mẹ muốn hút sữa rảnh tay ấy, bởi vì cái máy này nó rất là gọn, rất là nhẹ, rất là pin sạc, thì mình cần phải rảnh tay. Vậy thì là mình sẽ giới thiệu luôn chiếc áo hút sữa của nhà bé bé. Đây là chiếc áo hút sữa rất là đa năng, rất là phù hợp với tất cả các loại máy hút sữa của nhà bé bé. Mình sẽ cần phải rảnh tay mà, nên là mình sẽ hướng dẫn luôn ha. Mặc áo vô này, mình cài lên, kín kéo lên đến đây thôi. Và mình có thể dùng cái phễu trước để mình cài vào trong. Mình lưu ý là mình áp cái phần ngang nha, sao cho áp phễu cho vú, sao cho đúng vú hướng thẳng tâm phễu, không được lệch lệch. Xong rồi mình luồn ra. Tương tự như vậy thì mình sẽ lắp cho bên kia. Rồi, mình điều chỉnh sao cho đúng hướng thẳng tâm nhá. Đương nhiên là mình đang mặc áo và mình dẫn với các bạn. Đó, nó cũng chặt, khá là chặt rồi đấy. Rồi. Sao? Ok. Gọn gàng như một chiến binh. Đây là cái bộ dây khí này. Bộ dây khí này một đầu là mình sẽ cắm vào cái thân máy như vậy. Cắm vào thân máy nha. Mình lưu ý mình cắm trước khi mà bật máy nha. Lưu ý ha, các bạn có thể treo. Rồi. Một đầu thì là mình sẽ cắm vào đây. Ok. Rồi. Đây cận cảnh dùm anh ơi. Đây ha. Mình sẽ bấm nút nguồn này rất là nhanh, bấm và thả tay nhé, chứ không cần phải giữ lâu đâu nha. Rồi, đây là nút khởi động này, mình bật máy lên. Nói chung là máy siêu đơn giản, cảm ứng vào đây là mới chưa cần chạm vào đó đã cảm nhận được rồi. Rồi, cũng giống như máy Freestyle thì nó có 9 cấp độ, thì mình sẽ tăng giảm cấp độ lên. Ở bên này thì nó thể hiện là stimulation phase là gì, là chức năng massage của máy. Giò sữa là chưa có tròn đầy ấy, chưa trắng ấy, thì là chức năng massage với nhịp nhanh ha. Thì ở đây là level 3, bật máy lên level 3, 4 này, 5, tùy mình ha. Nhưng mà thông thường massage mình nghĩ rằng chỉ cần khoảng 3 là ok đấy, phù hợp đấy, đấy. Ngưỡng đau là phù hợp đấy, đấy. Rồi, sau khi massage, thông thường tất cả các loại máy của Mela Freestyle mà công gọi là công nghệ 2 giai đoạn đó. Như thế nào gọi là hai giai đoạn? Mela chính là người tiên phong trong cái lĩnh vực mà cho ra đời gọi là cái công nghệ hai giai đoạn này. Đó là giai đoạn đầu là giai đoạn kích thích massage, giai đoạn sau là giai đoạn hút sữa. Tiếng Anh gọi là stimulation phase và excretion phase. Dựa trên cái nghiên cứu mà bé bú, thì bé bú bé bầm vào tim mẹ nó cần hút tròn kích ha. Sau một hồi người mẹ ra sữa thì bắt đầu là con sẽ chuyển sang trạng thái nôn mút, nuốt sữa, nghỉ thở, mút nó sẽ nghỉ thở. Chính vì sự nghiên cứu đó thì là mới cho ra đời cái máy hút sữa 2 phase, và sau này tất cả các loại máy khác đều là đi theo copy ha. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ sau khi mà hút sữa xong, sau khi mà massage đấy, massage một hồi thì là đợi một chút xem là chuyển số, đây là trên 1 phút. Rồi, khi nó qua 59 giây thì nó nhảy sang vào số 01, nghĩa là 1 phút và trên 1 phút. Khi nào nó nhảy sang số 2 thì là đủ 2 phút thì là nó sẽ là tự động chuyển sang chế độ hút luôn, y chang. Đợi một chút cho nó nhảy sang 2 phút. Ừ. Đợi chút xíu. Đấy, rồi, qua rồi đấy. Sau 2 phút ấy thì là đấy, bây giờ ấy xong ấy, 1 phút đầu tiên thì nó sẽ là đếm từ 0 đến 59 giây và lên 1 phút. Đến khi mà 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút gì đó thì nó sẽ chuyển từ số 1 sang số 2, số 3, số 4, số 5. Chứ không phải là đếm là theo số giây đấy nhá. Mình đếm theo số phút nhá. Đấy, một cái sự khác biệt mà bây giờ mình phát hiện ra đấy. Thì là ở đây máy có 9 cấp độ. Đó, mình cũng để hết cỡ này. Đương nhiên là mình không khuyến khích các bạn bán hút hết cỡ đâu. Đó, hút sữa thì đơn giản, vẫn cơ bản là như thế thôi. Ngoài ra trong cái quá trình mà sử dụng mà mẹ đang có một vấn đề gì đó, ví dụ như con khóc, ví dụ như là có vấn đề điều chỉnh sai phễu vân vân chẳng hạn, thì mình có thể nhấn nút để pause nó, để hoãn nó lại một chút xíu và mình làm một cái việc gì đó, chẳng hạn như là mình dừng lại để mình chút sữa xa đối với mẹ nhiều sữa quá,
chẳng hạn mình điều chỉnh xoay phễu, chẳng hạn như là đặt xuống để mà làm bất cứ điều gì đó, xong rồi mình tiếp tục để mình hút sữa ha. Đó, nó lại tiếp tục duy trì ha. Và đương nhiên với máy hút sữa Mirella này thì là khoảng 30 phút thì nó sẽ tự ngắt nha. Rồi sau khi hút xong thì mình tắt đi ha. Rồi ok, đấy, tắt rất là nhanh thôi.